Đến với tâm điểm bãi cháy là chuỗi các công trình vui chơi giải trí sôi động quanh năm như cáp treo nữ hoàng, dãy shop house phố cổ, quảng trường Sun Carnival Plaza hiện đại với màn biểu diễn nhạc nước độc nhất tại miền Bắc. Tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp Sun World Hạ Long Complex với quy mô và mức độ hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, thiên đường của các trò chơi đã đem đến những trải nghiệm đặc sắc làm mê đắm hàng triệu du khách đặt chân tới đây mỗi năm. Nằm trải dài trên bãi biển hơn 700m, với hướng nhìn ôm trọn vịnh biển Hạ Long, Sun Premier Village Hạ Long Bay là quần thể nghỉ dưỡng 5 sao với những căn biệt thự nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế và các dãy nhà phố thương mại lộng lẫy, rực rỡ sắc màu, khiến du khách bốn phương không khỏi ngỡ ngàng, thích thú. Liền kề Sun Premier Village Hạ Long Bay là tổ hợp shop house Sun Plaza Grand World, không gian của những kiệt tác kiến trúc lấy cảm hứng từ sắc màu văn hóa 5 châu lục trên thế giới. Nổi bật nhất là phân khu Shop House Europe thuộc Sun Plaza Grand World mang phong cách kiến trúc Vienna Áo độc đáo, tọa lạc tại tọa độ vàng mặt đường huyết mạch Hạ Long với con đường tơ lụa Silk Road, đại lộ Úc Phi tấp nập giao thương hay đại lộ ánh sáng thời trang Élysée lộng lẫy. Tất cả đều tái hiện một châu Âu hoa lệ, phồn vinh ngay trong lòng vịnh kỳ quan. Với vẻ đẹp của nghệ thuật kiến trúc và trải nghiệm giải trí, mua sắm đẳng cấp chưa từng có tại các khu phố, chắc chắn Shop House Europe sẽ là mắt xích vàng son hoàn thiện quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và mua sắm của tập đoàn Sun Group. Đã có những tỷ phú thế giới ghé thăm, những siêu du thuyền cập bến, các show diễn thời trang hàng đầu phô diễn nghệ thuật nơi đây. Hãy đến với Hạ Long, đến với quần thể hệ sinh thái du lịch của tập đoàn Sun Group để cùng trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng nhất bên bờ vịnh di sản. Hạ Long, thành phố lãng mạn bên bờ biển, nhưng cũng năng động và tràn đầy sức sống với những lễ hội sôi động suốt 4 mùa. Từ thương hiệu Carnival Hạ Long đến chuỗi sự kiện 4 mùa hương sắc kỳ quan như Sundance Festival, Wonder Fashion Show, du lịch Hạ Long đã điểm tô sắc màu mới đầy quyến rũ. Tạm biệt quá khứ, đây là thời điểm vàng để đất rồng cất cánh chào tương lai. I don't love you, boy.